Những ngày cận Tết, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp điều trị cho bệnh nhi bị phỏng nước sôi, bình ga, hóc dị vật. Nhiều trường hợp cấp cứu kịp thời giữ được mạng sống, nhưng cũng có trường hợp tử vong sau ít giờ cấp cứu. Hầu hết các trường hợp nhập viện là trẻ nhỏ từ 2 đến 10 tuổi bị bỏng nước sôi. Một số trường hợp bé bị bỏng ga nhập viện với tình trạng suy hô hấp, có bỏng hô hấp đi kèm. Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo trong dịp Tết có nhiều yếu tố khiến trẻ dễ bị tai nạn như phụ huynh bận rộn hơn so với ngày thường nên không để mắt đến con, khiến trẻ có thể bị phỏng từ nồi bánh chưng, bánh tét, thức ăn nóng, đốt vàng mã, hay bị hấp dị vật từ các loại hạt, rau câu, mứt hoa quả có hạt, đồ chơi. Vì thế phụ huynh phải quan sát và nhắc trẻ tránh xa nơi nấu bánh. Sau khi đun nấu xong phải triệt để dập tắt bếp và than lửa.